Rồi, mình xin chào tất cả anh em nha. Nay mình cũng về được mớ máy anh em, lên clip cho anh em mình xem. Anh em thấy phù hợp cái mã số nào thì gọi điện cho mình hoặc là nhắn tin ha. Số điện thoại mình 0916707404 đây anh em, cũng là số Zalo ha. Mình nhắc lại những anh em mới xem kênh mình bán thì có hai hình thức thôi. Anh em chuyển khoản đủ thì mình bao ship, còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em trả tiền máy với tiền ship nha anh em. Tất cả máy đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha, để anh em ghim nhầm vô rồi nó cháy nha anh em. Hôm nay lễ nè, chúc tất cả các anh em vui chơi lễ, vui vẻ bên gia đình và người thân nha anh em. Rồi, thôi mình vô nha anh em, rớp rẽn. Đây, đầu tiên là một cây mài Ruby đây anh em, quá đẹp luôn nha. Mài này phải nói là chưa xào luôn anh em. Cái này là điện 100V, nó 510W nha anh em, lưỡi nó là lưỡi 100 ha. Mấy cây mới cỡ này thì anh em biết cái tuổi thọ nó kéo, tuổi thọ nó sống lâu anh em, vậy thôi, nói chung cái nào cũng vậy, mới thì tuổi thọ nó phải cao. Đấy, cây số 1 300 nha anh em, cây số 1 300. Cây số 2 là một cây mài Makita ken luôn nè, này nó có dính miếng nước sơn nè anh em. Makita đấy, cây này điện 100V, nó 670W nha anh em, lưỡi 100, cây chưa xài luôn anh em, ken. Cây số 2 350 nha anh em, cây số 2 350. Đây, cây số 3 luôn anh em, nó cũng như cây kia thôi, cây này là điện 100V, nó cũng 670W, hai cây nó cũng giống nhau anh em. Cây số 3 350 nha anh em. Cây số 4 là một cây mài đây anh em, mài Makita, cây này điện 100V, nó 570W nữa, cũng là lưỡi 100 ha anh em. Cây số 4 350 nha anh em, cây số 4 350. Cây số 5 là mài Ruby đây anh em, cực kỳ đẹp luôn. Điện 100V, nó 600W nha anh em, lưỡi 100 ha. Anh em thấy nó đẹp nè, len ken luôn.
Hôm nay mình bán đồng loạt 3,5 luôn anh em. Hôm nay mình bán giá tốt nha. Cây số 5 3,5 nha anh em. Cây số 5 3,5. Cây số 6 là một cây Hiti đây anh em. Một cây mài Hiti, cái tem nó bay rồi ha. Cây này là cây này nó là điện 100V, nó 670W nha anh em. Công tắc được ha. Cây số 7. Cây này cây số 6 nha anh em. Cây số 6. Hôm nay mình bán đồng loạt 3,5 hết trơn anh em. Anh em nào gom giúp cái lô này về bán là ok anh em. Số 6 3,5. Cây số 7 là một cây tỉa cành Makita nè anh em, tỉa cành tỉa kiển vậy ha. Cây này điện nó 100V. Nó là 80W nha anh em, dây nguyên kim nó vậy ha. Tiền nhông cho ha. Đây nè. Đấy. Đó chưa. Đấy im luôn anh em, quá im luôn. Đấy, Makita ha. Cây số 7. ₹250 nha anh em. Cây số 7 250k ha. Anh em cắt kiển, cắt cành, cắt hàng rào gì đó ha. Công viên biệt thự để anh em chơi ha. 8 lòng cây cưa lộng đây anh em, cưa lộng. Phải nó có đá lưỡi nè ha, đẹp nha anh em. Đấy, cây này điện 100V, nó 660W nha anh em, mạnh ha, mạnh khủng luôn ha. Đấy, nó có điều tốt đây nữa nè anh em. Đấy, đá lưỡi nè, anh em muốn đá đấm gì đó ha. Đấy, anh em muốn đá đấm gì đó ha. Cười lộn. Em nó đẹp nha anh em. Cây số 8. ₹350 nha anh em. Số 8 ₹350. Cây số 9 là một cây lộng. Đấy, cây lộng Hitachi nè anh em. 380W, điện 100V nha anh em. Đấy. Anh em thấy đẹp không? Đấy, ngon lành nha, chưa xài nha anh em. Hàng này hàng chưa xài. Nó đều tóc bằng cò ha. Đá đấm là có luôn nha anh em. Nè, bóp nhẹ chạy nhẹ nè anh em. Đấy. Nó nhúc nhích luôn nè anh em. Đấy, bóp mạnh chạy mạnh nè. Tình ru luôn nè. Cây số 9.
Cây số 9 350 nha anh em. Cây số 10 là một cây nè, mới kén luôn anh em, chưa xài luôn, cũng có đá lưỡi luôn. Đấy anh em, ngon lành chưa. Cây này điện 100V, nó 500W nha anh em. Nói chung là cơ động nay về toàn là hàng, hàng mạnh không, cứng không. Anh em được tốt anh em, lên nặng lên anh em. Có đá lửa đồ đầy đủ ha. Nè, con lành ha. Chỗ này có tróc da, chỗ này miếng thôi, không ảnh hưởng gì trơn á. Cây số 10. Ba trăm rưỡi nha anh em, cây số 10 350 ha. Cây 11 là một con nhám đây anh em, một cây nhám đấy, nhám này là anh em chọt vô hốc này ha, đấy chọt vô hốc hẻm rồi, rồi, rồi con này nữa là ok ha. Cái này điện 100V, nó 130W nha anh em. Đấy, cây 11. Cây 11 300 nha anh em. 300. Cây 12 là một cái nhám Ruby lên anh em. Đấy. Anh em xài ba cái nhỏ nhỏ này là trên cho mấy cái trên cầm lên cao đó nha. Đấy, ngon lành ha. Đồ kẹp nhám đầy đủ ha. Em luôn nha anh em. Cây 12 300 luôn nha anh em. Cây 12 300k. Cây 13 là một cây mài đấy anh em, một cây mài là mài khuôn nè anh em. Cây này là của Mỹ, của gì đâu anh em ơi. USA, cây này của Mỹ anh em. Của Mỹ luôn, công suất không hiểu luôn. Điện 100 đến 120V nè anh em. Rồi, cây này là sản xuất USA nè anh em. Giữ thiệt. Đấy, gài lưỡi có nè. Đấy, này gài nè ha. Em dặn nó mài khuôn nè. Đấy, cây của Mỹ nè anh em. Quá quá whip nha anh em, cực kỳ whip luôn. Cây 13, cây này 500 nha anh em. Cây 13 500. Cây 14 là một cây này. Cây 14 là cây này nè anh em. Cây này là một cây đục nè anh em. Cây đục ha, cái mũi này giờ nó mình không có mũi nha, vậy anh em. Vậy anh em chế cái mũi bỏ vô ha. Đấy. Ruby. Cây này điện 100V. Nó 45W nha anh em. Nó đục. Nó mới ken luôn anh em, chưa xài luôn nè. Nó đục nha anh em. Đấy anh em. Đấy. Anh em nhận xuống là nó đục nè. Đấy anh em.
đụng đó. Chẳng hạn như anh em lấy bạc đạn ra vậy anh em, bạc đạn anh em đưa vô là đẩy cái là nó tưng bạc đạn ra nhanh, rất là dễ ra. Đấy. Cái đục cái sủn nha, sủn. Cái 14. Cái 4 cái này 500 anh em. 500. 500 anh em. Cái 15 là một cây cắt giải nè anh em. Cắt giải ha. Rồi, công suất của nó là cây này của Mỹ của gì đâu anh em, chữ Mỹ không à. Không có thấy được gì hết trơn. Đấy, on off gì rồi. Đây, thông số nó đây nằm trên này không thấy luôn anh em. Rồi ơi, cái con này nó là điện 220V luôn anh em ơi. Cái này 220V. Dữ. 220V. Rồi cái này xài được điện 220 luôn anh em. Quá ok luôn. Giờ mình ghim 100 thử coi nó chạy không? 100 chạy luôn á. Này xài từ 100 đến 220V luôn anh em. Quá ok. Đây chạy luôn. Đây ghim được 220 luôn nha anh em. Đấy. Đấy. Cắt giải ha. Con này anh em mài ha, đưa vô mài ha. Đấy mài anh em. Đấy mài lưỡi ha. Quá dữ. Cái cắt giải này điện 220 luôn, quá ok luôn anh em. Cây 15. Cây 15 cây này 550 nha anh em, cắt giải ha. 550 ha, mua về cho tặng ha, tặng vợ, tặng con cháu vậy đó ha, làm thợ may. 15 550. Tiếp theo làm cây nhám Ruby đây anh em. Cái này điện 100V. Nó 160W nha anh em. Đấy, gà nhám đồ có đầy đủ ha. Quá ok ha anh em. Đấy. Cây 16. Cây 16 300 nha anh em. Cây 16 300k. Cây 17 là một cây nhám này anh em, nhám cực kỳ đẹp luôn, kén luôn nè. Cây này điện 100V, nó 150W mới kén luôn anh em, cực kỳ luôn. Đấy. Anh em mình làm lâu thì nó cũng có nhiêu đó chứ có khác gì đâu nè. Cây 17. Cây 17 350 nha anh em. Cây 17 350. Cây 18 cũng cây nhám đây anh em, nhám đây. Đấy, con lành mới kẽn luôn anh em, mới ken luôn. Cái này điện 100V. Nó là 215W nha anh em. 215W. Nói chung là hàng mới chắc luôn nè. Đấy, gà nhám đồ có đầy đủ nha anh em. Đây. Cái này chút mình sửa lại cho. Đấy, đây có này nè, đấy. Rồi. Cái này nó ấy rồi, thành ra nó kêu tè tè này nè. Đấy.
rồi nè, rồi ok, dạ xong rồi đó. Nó hơi dẹo dẹo cong cong mình sửa lại. Cây 18 350 nha anh em. Cây 18 350. Cây 19 là cũng nhắm luôn anh em, nói chung là về nhắm đẹp không nha anh em. Đồ gà nhắm là có đầy đủ ráo ha. Cây này điện 100 con nó 150 W nha anh em. Đấy. Đẹp không nha anh em. Ngon lành luôn, ngon lành cành đào nè. Đấy. Cây 19, cây 19 350 nha anh em. Cây 19 350. Cây 20 là một cây cưa kiếm đây nè, cây cưa kiếm ha. Đấy, đẹp nghe nè, lan can ha, cái lưỡi này nó gắn ngược ha, vậy anh em gắn lại ha, nó gắn ngược mình xây lại hoặc là để dày cắt cũng vẫn ok nè. Nói chung là điện 100 con cây này nó 350 W nha nè, điện 100 con. Đấy, điều tóc bằng cò ha. Đây, bóp nhẹ chạy nhẹ nè anh em, bóp mạnh chạy mạnh ha. Đấy, đấy, đi bộ luôn. Đấy, đi bộ một xem ha, thì rip ha. Cây 20, cây 20 450 nha anh em. Cây 20 450. Cây 21 là một cái vít anh em, cộng dây nó dài phải nói là mất biết luôn ha. Cây dài, dây này dài chục mét đó anh em, vít Hitachi ha. Cây này điện 100 V, nó là 320 W nha anh em, cản luôn. Này anh em bắn tôn là chỉ là 30 mét là quấn nguyên cái mái nhà khỏi di chuyển luôn nè. Đấy, có thắng ha. Đấy, đảo chiều đây nè, có thắng ngon lành ha nè. Đấy, có grip nghe nè. Đấy, ngon lành ha. Dây không muốn đủ tiền luôn anh em. Cây 21, cây 21 500 nghe anh em. Cây 22 là một cây sủi nha anh em, quá lâu mình về được cây sủi nè anh em. Cây này nó là cái tem nó hơi mờ mờ ha, điện 100 V. Cái cây này thường thường nó là 550 W nha anh em. Sủi anh em đào xuống giờ anh em muốn sủi gì sủi ha. Đó thì em này giải quyết là được hết, ok nha anh em, đẹp ha, chỉ có cái tem hơi mờ thôi, ngon lành. Cây 22, bốn trăm rưỡi nha anh em. Cây 22 450. 23 là một cây khò nha anh em, lấy cái bọc lên một cái khò. Cây này là điện 100 V, nó 1800 W anh em, 1800 W nó khò thôi đừng nói tới luôn đó anh em. Nóng nha anh em,
đây mũ là phải nó là giọt mình đấy nè, đấy quéo 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 luôn anh em, đưa tới đâu là quéo tới đó rồi anh em, thấy nó quéo đấy, bài khối luôn nè, ghê thiệt. Anh em muốn khò nóng khò gì đó ha, nói chung là muốn khò gì khò, mua về khò da da vịt, da gà, da heo, da chó gì ha, khò mà nóng lên một cái là thôi rồi luôn, ngon lành ha. Cây 23 cây này 450 nha anh em, 450 cây 23 450 nha anh em. Cây 24 là một cây bào đây anh em, một cây bào ruby ha, lưỡi bọng này nọ là còn ok hết nha anh em, cây này dáng nó xài lướt qua anh em, còn bị kẽn luôn. Cây này điện 100V, nó 450W, lưỡi là lưỡi 82 nha anh em. Đây nè, đây có thắng hay nè, đây có thắng từ ha, có thắng từ ngon lành. Cây 23, 24, cây 24, cây này 450k nha anh em, 450 ha, ruby ha, lưỡi 82 ha, cây 24, 450. Cây 25 là một cây massage đây anh em, quá lâu mình về cây massage, ngon lành ha. Cái này nó có dính nước sơn nha anh em, có dính nước sơn nè, dính nước sơn, đấy. Bật lên là chạy ok nè, đấy chạy em luôn à, đó cấp 1, cấp 2 là nè, đấy e ha, cấp 1 thì anh em đẩy xuống ha, đấy cấp 2 lên ha, đấy về là tắt ha, rồi ngon lành ha, dính miếng nước sơn, sơn không ảnh hưởng gì hết. Rồi cây 25, cây 25 cái này 500 nha anh em, 500k cây 25, 500 cây 26 là một cây nhám Makita đây anh em, nhám tăng ha, cái này điện nó là điện 100V, nó 650W, nhám nó là 76 nhân cho 457 nha anh em, mắc in ra băng ha, ra băng ha, đấy con lành nha anh em, đấy. Đây. Makita nhắm tăng cây 26, cây 26 cây này 750 nha anh em, 750 cây 26, 750 cây 27 là một cây cắt đây anh em, đấy cắt, cắt này là cắt sắt lưỡi hợp kim nha, cái này cắt sắt lưỡi hợp kim nha anh em, đấy cái này nó dán cái gì nè, đấy nó dán cái gì nè không hiểu này nè, đấy cái này là Shinawa nè anh em, hiểu nó là hiệu Shinawa nè, Shinawa là thương hiệu nổi tiếng ha, điện 100V nó 630W nha anh em, lưỡi nó là 110 đấy, lưỡi từ 100 đến 110 đó anh em, ngon lành ha. Lưỡi nó là lưỡi hợp kim nha anh em, lưỡi cắt sắt hợp kim nha. Đây nè, ngại ghê không? Đưa cái chạy cái é liền. Đây. Đấy.
ngon lành nha. Đấy. Rồi. Xin qua. Đây nè. Cây 27. Cây 27 cây này 500 nha anh em. Cây 27 500 ha. Cây 27 500, cái lưỡi hợp kim không 200 ngàn anh em. Tám là một cây cưa đây nha. Một cây cưa Hitachi ha. Cây này là điện 100V. 1050W, lưỡi nó là 125 ha, cái lưỡi máy bên trái nè anh em. Lưỡi máy bên trái. Đấy, dây nguyên nó như thế này nha anh em. Đấy, nó có đèn nha, đèn nó màu vàng nè anh em. Đấy, đèn ha. Anh em thấy đèn nha. Đấy nè, đèn nè. Đèn nó màu vàng, đèn phát xương phát xít được đấy nè. Cái này nó hơi dơ, thang nó hơi dơ lát nữa mình vệ sinh thang cho ha. Cây này cũng chặn cây cưa đa năng luôn nè anh em. Lưỡi máy bên trái nè. Anh em kiểm soát đường cưa rất là dễ ha. Rồi. Cây này mình bán là 450 nha anh em. Cây 28. 450. Bao anh em bao chạy thắng thiết ngon lành. Đi vô thang thôi, để mình giờ kiểm tra thang lại là xong. Cây 29 đây nè, cây 29 là cũng một cái cưa Hitachi, cây này điện 100V. 1050W, lưỡi nó cũng là 125 nha anh em. Anh em thấy nó mới nè anh em, kẽn luôn. Đấy nè. Kẽn luôn. Đế chưa xài luôn, anh em thấy là có cái thùng luôn nè. Cứ gắn cái lưỡi là lưỡi cưa gỗ. Mới kẹn luôn nè. Cái này cực kỳ whip luôn ha. Lưỡi 125 này anh em muốn là cắt sắt thì gắn lưỡi sắt, cắt gỗ thì gắn lưỡi gỗ. Anh em muốn cắt gì thì cắt ha. Cây 29. Cây 29, cây này 470.000 nha anh em, 470.000 ha. 9 470. Cây 30 là một cây cưa nữa anh em, cây cưa Hitachi. Cưa này cực kỳ grip luôn anh em, điện 100V, 1010W nha anh em, lưỡi nó 165. Mới kẽn luôn. Lưỡi 165, kẽn luôn anh em. Đấy. Dây sạc của nó nè. Vé 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 đứng luôn chưa chưa. Cây 30. Cây 30 cây này 500 nha anh em. Cây 30 500k. Ba mốt là một cái fan đây anh em, một cái fan đầu kẹp 13 ha anh em. Hitachi có điều tốc đây nha anh em. Đấy. Có điều tốc luôn, ngon lành luôn. Đây, điện 100V nha anh em. Đây nè. Đấy. Cấp 1 thì giờ nút dít chỉ đã luôn. Đây nè. Cái này về anh em phân sắt là ok luôn anh em. Cái này nó có chức năng phân búa nha. Anh em dặn cái này dặn qua dặn lại nha anh em. Dặn cái cổ trước này dặn qua dặn lại là nó có bên đây là nó có cái búa, bên đây là cái phan nè, phan ba nó có cái hình này, nó ráo lên nha. Cây 31. 31 cây này 450 nha anh em. Cây 31 450.
cha cười xích. Đây tiếp theo là một cô cưa xích ruby đây anh em, cưa xích cực kỳ luôn ha, có làm vỏ này nó 360 nè anh em, đấy làm nó 360 anh em, cực kỳ mới luôn nha, đấy anh em thấy nó mới keng luôn nha, đấy con lòng nha anh em. Cái này là điện nó điện 100V 1150W nha anh em, làm nó là làm 360 ha. Đây nè, có thắng nha anh em. Đấy cực kỳ chưa anh em, có thắng luôn ha. Đây ngon lành nha anh em, ngon lành chưa. Đấy thắng dễ dễ luôn nha anh em, 32 cây này 550 nha anh em, 32 550k hai cái bào bự. Đây tiếp theo là một cây cực kỳ vip nha anh em, đấy cái bào cực kỳ vip Hitachi mới keng luôn anh em. Cây này điện 100V 1040W, lưỡi nó là 120 nha anh em, lưỡi 120 nó mới rồi anh em, thấy nó mới nè anh em, mới kẽn luôn đây anh em, rồi nó mới keng luôn, lưỡi nó thì khỏi phải suy nghĩ nha anh em, lưỡi là ok ha. Đấy chưa xài luôn nè anh em, đấy dây nó là nguyên riêng anh em thấy không, cuồn cuộn luôn, dây vừa to mà vừa đủ sức để bào nha, đủ tải luôn, dư tải. Cực kỳ whip luôn anh em, bào mới kẹt. Đấy. Rồi. Cây 33, cây này 750 nha anh em, 750 cây 33, 750. Rồi nói chung là thôi hôm nay mình lên nhiêu đó thôi nha, clip mình hôm nay có nhiều hàng đó nha, anh em thấy phù hợp cái mã số nào thì gọi điện cho mình hoặc là nhắn tin ha, số điện thoại mình 0916707404 nha anh em, cũng là số Zalo ha. Anh em xem anh em cho một like đi nha, để anh em nhận những cái video tiếp theo dễ dàng hơn ha. Thôi chào anh em ha, hẹn anh em lại clip sau.